Xin chào mọi người, tôi tên là Lê Văn Sĩ, tôi là á quân của cuộc thi Transformation 14 ở Diamond. Thì qua cuộc thi, tôi cũng đạt được số điểm khá là ưng ý, tôi tăng 19 điểm, còn về cơ tôi tăng 4 ký cơ, về mỡ tôi giảm từ 19% mỡ xuống 7% mỡ. Thì điều căn bản nhất là Diamond luôn đem lại cái môi trường tập luyện rất là tốt, hỗ trợ tôi rất là nhiều trong suốt quá trình tập luyện. Còn về phía PT thì tôi rất là may mắn khi được làm việc với các PT rất là có tâm và luôn đưa ra những cái giáo án rất là chuẩn để cho tôi tập luyện. Còn về phần công việc của tôi thì phải đi giao tiếp hàng ngày, nên là tôi lúc nào cũng muốn thay đổi hình thể của mình tốt hơn để cảm thấy tự tin hơn với đối tác. Lúc đầu khi mà tôi nghe được cái khoảng thời gian phải tập luyện để tham gia cuộc thi này thì khá là bất ngờ, tại thời gian nó cũng không quá dài. Sau đó thì anh Sơn, PT của tôi có đưa cho tôi một cái giáo án thì nó rất là khá là khắc nghiệt, thì hai anh em cũng đã rất là cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhất có thể. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Sơn, là huấn luyện viên của Diamond Fitness Center. Thì tôi là huấn luyện viên chuyên về tăng cơ và giảm mỡ. Thì khi tập luyện cho Sĩ thì cũng khá bất ngờ khi mà cái thời gian diễn ra cái chương trình Transformation chỉ có 15 ngày thôi. Nhưng mà với kinh nghiệm mình đã từng thi đấu thì trong cái giai đoạn nước rút á, thì đối với mình cũng không khó khăn lắm. Thì với những kinh nghiệm đó thì mình đã lên một giáo án cho Sĩ tập luyện một ngày thì phải tập luyện ít nhất là 3 tiếng. Sĩ chia làm 2 buổi tập và sẽ có những cái buổi tập ngoài giờ thì Sĩ phải tập buổi sáng dậy sẽ phải tự tập bụng ở nhà. Và trong giáo án tập luyện thì cái cường độ nó phải cực kỳ cao trong vòng 1 tiếng rưỡi đó luôn. Những cái bài tập như là rep set hay là super set nó sẽ diễn ra liên tục đó, và cuối buổi thì cũng phải cardio với mấy chạy bộ khoảng tầm 15 đến 30 phút nữa. Áp lực sẽ tạo nên kim cương. Việc bạn nỗ lực tập luyện sẽ giúp bạn có một chỉ số cơ thể nó hoàn mỹ hơn. Hãy đến với Diamond Fitness Center Thị Nghè ngày hôm nay thì đội ngũ huấn luyện viên của chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện nó. Xin chào.